Không ngờ là mấy cô với bác thì dành tình thương cho con rất là nhiều, rất là quý, thì cũng như là sanh đẻ hai cho con ra một lần nữa. Con muốn thể nào mơ ước được có những đồ đầy đủ tiện nghi đến như vậy. Lúc mà nó sinh ra con đã yêu thương nó rồi, con đã có duyên với nó rồi đó. Thì con đã xem nó là một cái động lực và để cho con phấn đấu lên để cố gắng nuôi nó rồi. Không phải là con của con đi nữa, dù thế nào đi nữa con phải nuôi nấng cho lớn khôn đến khi trưởng thành. Nãy giờ chắc rất là nhiều ông bà đoán đúng là món quà. Dạ em nghĩ xin chào cô chú anh chị, hôm nay em trở lại thăm hai cha con em Tèo để em dẫn hai cha con Tèo đi xét nghiệm ADN cũng như là xuống cập nhật thêm một số thông tin mới cho ông bà cô chú anh chị. Chắc hẳn là ông bà cô chú anh chị khi mà nghe tin này ông bà cô chú anh chị cũng rất là vui. Ủa sáng nay sao rất là nhiều dép luôn á. Tèo ơi, ủa rồi bữa nay đâu vậy? Rồi hôm nay chủ nhật. Hello hello em, hello con, hello cô. Chạy không kịp thì bữa nay căn phòng sáng hẳn lên ha. À bữa nay bà con qua phòng em đông quá vậy. Dạ. À. Em tắt cho anh bớt cái quạt được không? Vì sáng nay là bà công qua thăm em ha. Dạ. Dạ xin chào anh Nghĩa, với chào các cô, bác, các chú, bác Mạnh Vương với cô Sư Cô Hằng, chú Cường ạ. Ừ. Dạ, xin chào. Rồi từ hôm qua về tới giờ thì tâm trạng sao? Tại có lúc vui với lúc cô đơn, tại vì để con bệnh cái tối ngủ nên đi view đưa giọng hoài nhìn nó nhìn lại không thấy ai chứ À cứ buồn. mình phải vui chứ, tại vì bây giờ là cái tay em chưa hồi phục lại mà được mấy cô mà chăm sóc vậy là quá là quý rồi. Như cái lưỡi nó bị đạn gì không không quá điện thì để bị lửa mày hả? Rơi miệng nó quên thì sáng tối nó ngủ quá à. Cái sáng vậy quên đường nha, không có em nữa kìa. Dạ quá trời ơi. Má có bờ hành cho nó cắm lá kia vô trong cơm. Ủa mà con là bé là tối này có khóc không hay ngoan luôn rồi? À tối này có bà đi vô nhõng nhẽo coi chứ vậy hả? ba ăn cơm cho mình tối. Bây giờ là em để bé cho cô chăm sóc cho tiện để từ từ cái tay hồi phục nó. Trời ơi kiếm rồi nó quên ba luôn rồi. Dạ bữa nay phòng ốc rất là sáng luôn bà, tại vì em có nói với anh Tèo á một cái bóng đèn khác để cho sáng. Rồi ai gắn cho em vậy? Nãy tính kêu Vi qua gắn mà sợ không thấy Vi bển nên em qua bển nhờ nhờ cái anh bên kế bên bên nhà Vi gắn vậy. À bữa nay rất là sáng luôn. Để tham quan ở nhà xíu đi rồi em đi trước đi. Rồi hôm qua giờ là ăn uống làm sao? Dạ hôm qua ăn bên nhà cô Nga. À ăn bên nhà cô Nga. Dạ cô Nga kêu với bên bển ngoại nấu bên bển cho ăn. Rồi sáng ăn ở đâu? Dạ sáng thì ông ấy ăn miếng nuôi của bên nhà nhà của Vi hả? Vi nấu cho ăn miếng nuôi. Có hai chỗ ăn mà lo gì đúng. Có hai chỗ ăn luôn. Bên đây là vừa làm neo mà vừa bán đồ ăn sáng. Dạ. Cái bé Vi mà có bé Vi uống nước gì Vi cho uống thử mắng đi cả gì. Rồi giờ có cho em lại. Mình Ủa Vi con em nay mấy tuổi rồi? Dạ, con em là 8 tuổi rồi. 8 tuổi hả? À. Đâu có tao có gì em 1 tuổi được. Trời ơi. Đường đất nó rồi sáng ngày có trông chờ anh xuống không? Dạ cũng trông lúc 6 giờ anh thức, lúc 6 giờ anh đợi anh xuống đừng dọn dẹp rồi sắp xếp nói con Nga đặng đưa con xét nghiệm ADN. À dạ. Nhưng mà sáng nay là có một số thay đổi mới em, do là bữa nay là chủ nhật xét nghiệm ADN, bữa nay người ta đa phần là nghỉ á, mà bây giờ mình đi qua đó thì sợ là đi tới nơi mà người ta không làm thì lại mệt nữa, nên là anh có nói với em là mình có cái gì mình dời lại ngày mai đi cho chắc ăn. Nhưng mà sáng nay lại tiếp tục nhận được một tin vui nữa là được một mạnh thường quân có tặng cho em thêm một món quà đặc biệt nữa, nhưng mà bây giờ tạm thời anh giấu tên luôn và anh cũng tạm thời là không nói món quà gì ha, để từ từ cho em đón chơi mất ngủ chơi đó. Rồi bây giờ em đón thử đi, đón đi, ta đóng trước cho gì đâu đó tủ lạnh đó, em đón đi chắc em nghĩ là tủ lạnh đó. Tủ lạnh hả? Sai rồi,
hay là cái tivi. Sai rồi. Đó với em thôi mất ngủ luôn, chắc giống như bữa hổm em mất ngủ vô giấy xe nè. À. Em thức luôn. Dạ. Thôi bây giờ là tạm thời là cái chuyện mà xét nghiệm ADN á là để ngày mai ha. Dạ. Nhưng mà hôm nay là em được một mạnh thường quân tặng cho em một món quà rất là đặc biệt, rất là lớn. Ô không hết luôn. Nó. Dạ. Ô không hết luôn. Bữa nay là toàn là quà vui thôi để chia sẻ tới ông bà. Dạ. Dạ em xin trọng cảm ơn nghĩa, cảm ơn các cô chú bác mạnh quân, cảm ơn cô sư cô, cảm ơn gia đình nhiều lắm. Dạ, cảm ơn nhiều. Nhưng mà em có đoán được là mạnh thường quân nào tặng em không? Dạ không. Còn như vậy chưa đoán được đúng không? Dạ. Mà bây giờ em có muốn biết liền không? Dạ. Muốn không? Em muốn biết là cảm ơn cô chú bác mạnh quân đó. À. Nhưng mà bây giờ anh chưa muốn. Đợi một xíu nữa anh dẫn em đi mua xong rồi anh sẽ nói cho em biết. Dạ. Mà giờ em có muốn biết mạnh thường quân không? Không luôn hả? Mà bây giờ có muốn thì anh cũng chưa có nói được. Dạ. Đúng rồi. Đó mà phải mắc ngủ làm sao? Thấy tội. Phải để từ từ mới được ha. Bây giờ em sẽ dẫn em Tèo cũng như là cô bé Vi đi vào điện máy xanh để mua một món quà rất là đặc biệt dành tặng cho hai cha con. Chưa nói tên được. Từ từ ha. Để cho ông bà cô chú chị đón xem là mạnh thường quân nào tặng món quà này. Nhưng mà ông bà cô chú chị xem clip nhiều, ông bà giỏi lắm. Vậy nhưng mà đón con ra không? Không. Dạ nhưng mà con nghĩ là mấy cô chú mạnh thường quân hoặc là mấy cô chú xem clip là biết liền à. Nè. Rồi đưa nón thử luôn. Rồi. Rồi Vi em dẫn xe đó đi chung đi Vi. Con đi chứ chú Nghĩa nè. Rồi chú Nghĩa chở con với chú Tèo. Lên trước đi, lên trước rồi. Ngồi trước á, con ngồi trước nha. Rồi, ok con đi. Ở đây nón em không? Không có nón. Bữa nay thay bóng đèn mới thì căn phòng rất là sáng luôn không bà? Mấy con ăn bánh ngon không? Nè. Chưa ăn hả? Đây nè, đây nè. Con chưa ăn hả? Dạ, ăn gì là? À, mai ngủ gì ăn ha. Ngắn quá. Cái ngày hôm qua kiếm mà không gặp. Rồi cho bé này rồi. Bữa nay là mua cho hai bé kia rồi. Ủa ngày hôm qua là tụi con đi học hả? Dạ. Cái tay á Tèo. Đó. Bữa nay là một ngày không khí rất là ấm áp. Bữa nay xuống là một nhà luôn. Tại vì mỗi lần em đi xuống là em cứ lù lù em đặt cái máy từ xa em vô tới à. Chả em kể cái gì luôn á. Quá chả em cái nó luôn á. Dạ. Đó. Được cái là bà con trong xóm rất là ấm áp. May mắn là em Tèo về đây được nhiều bà con thương nha. Chứ không phải là khu nào cũng được vậy đâu. Có mấy cái cô kia sáng cũng chạy ngang cũng kêu cũng có hỏi nó con phải Tèo không? À. Dạ phải. Thì cái là hai con mổ về đó hả? Dạ. Cũng phải thăm. Vậy là cũng nhiều người biết lắm hả? Dạ. Cái này nổi quá cô ơi. Nổi gì cô? Dạ. Đó. Chị Vi dẫn xe của em Tèo để chở bà cô với con em Tèo. Em thì chở con tên gì quên rồi. Như ý ha. Mở ra cho chở đi. Như ý đi. Về mà. Đó. Đóng chi cho ngợp. Hôm nay tôi đi chút xíu tôi về tôi mở. Tôi quát cho nó khoáng. Đó. Ơ phải mang về đi. Cho đưa mượn chìa khóa cái. Đâu, đi có ông gió. Rồi gấp cái bánh này cô ơi. Trời ơi công nhận ông này bữa nay ổng đẹp trai lên đó. Cái ngày đầu tiên gặp ổng thì ổng đâu đẹp trai dữ vậy. Nhờ bà đó. Dạ. Mấy người kia nó sau này mặc cái tóc luôn, nó buộc kem xích. Dạ. Mà hôm nay trắng thiệt luôn, trắng luôn á. Dạ. Mà mới có mấy ngày à. Ăn uống rồi mới ngủ vậy nãy đi ra. Nhưng mà con nghĩ là cô trông bé vậy mai mốt là nó lớn xíu kiếm cô không á. Uống quýt luôn á. Dạ. Rồi đi tè. Sao con không trắng mà nó lại trắng. Con đi cô. Con đi tắm ơi. Dạ. Lắc về nhà tôi ăn nha, nấu phở cho con. Dạ. Con luộc gà rồi. Má nó kho sạch chưa, ăn cơm.
đi chị ơi. Chở đi ạ. Bữa nay là dẫn nguyên xóm đi đi máy xanh. Lát qua nha chị. Lát qua nha, hồi nãy em nghe mẹ nói chị qua hai lần mà không thấy em nhà. Trời ơi, dạ. Còn không lát nữa em đem qua cái phòng em làm đi cho. Nguyên bận rộn quá bây giờ. Một lát nữa em đem qua phòng em làm đi cho. Thôi từ từ đi, tại hôm qua cũng thì nào có gì rảnh thôi. Anh nghĩ đi chứ em. Em đi chứ đi. Tí nữa đừng qua ngủ nha, bữa giờ mệt lắm. Dạ em mới vừa đưa em tèo tới điện máy xanh. Chào anh Nghĩa. Ừ. Chào cô chú bác mà vui chào. Bây giờ anh cũng nói cho em biết món quà đó là của bà sư cô tặng cho em. Tặng cho em là một cái tủ lạnh nha. Dạ. Vô đi mấy cô. Nãy giờ chắc rất là nhiều ông bà đón đúng là món quà tủ lạnh luôn á. Mà cô nãy giờ cô có đón là tủ lạnh không? Dạ, tử không có giặt tủ lạnh hai cái đâu, cái nào. Dạ. Từ nãy giờ là em đón món gì Tèo? Em chỉ đón là tủ lạnh hay là truyền hình. À. Dạ. Em ơi cho anh đi coi mấy mẫu em. Cứ coi đi, ở bên này em làm khoảng 260. Còn đi qua kia thì nó lên khoảng tầm 300. Để anh coi cái này chứ, cái này hiệu gì vậy? Dạ, cái này Funiki. À, còn cái tiếp theo? Dạ, cái này Awe. À. Dạ. Mở cho anh coi được không? Dạ, mở được. À, wow. Còn cái tiếp theo là gì? Cái này là Toshiba. À, anh thấy cái này đẹp. Rồi, em mở thử đây. À, này để nhiều hơn. Này nhiều gì? Toshiba. Thôi để cho em Tèo đi tham quan vòng sẵn đi tham quan điện máy xanh luôn. Cái này cũng Awa. Awa luôn hả? Cái này Samsung. Cái này là Panasonic. Cái này Toshiba. Rồi chị Vi anh dưới ta. Đâu được hết hiệu luôn ta. Cái này là LG. Ghê. Cái này là Samsung. Còn cái này là LG luôn. Rồi ghê. Cái này Samsung. Máy này to quá, mua cái gọn gọn thôi. Cái nào đẹp con? Màu sáng đẹp hả? Màu xám nhìn nó đẹp, nó sáng. À. Mà căn nhà thì nên để màu xám đẹp hơn ha. Màu xám thì nó sáng nhẹ. Ủa em có cái giống này mà màu xám không em? Bé ơi. Có không? Có loại này mà màu sáng không? Dạ thì tại Toshiba vậy em chỉ có màu đen. Để anh qua đây thử có không ta? Qua đây nè. Bên đây cũng sao bên này thấy bự vậy? Dạ, bên này tủ lớn không? À tủ lớn không hả? Tủ lớn quá. Dạ. Mà con thấy cái này nó đẹp nè mà nó không có màu xám. Xám mà chỉ có cái đó. Cái nào? Nó cao quá. Vì chọn nữa. Nó cao quá. Mình thể thích các con thì cái con này nó hơn chút xíu, nó là 180. Tèo, mở này thử này. Cái này hiệu gì ta? Cái này Awa. Awa hả? Toshiba. Mà cái này là mình mua có giao trong ngày được không? Giao sớm trước 1-2 giờ được không? Dạ, chưa tối quá anh còn bận anh về nữa. Chẳng hạn như em coi cái này có giao liền được không, hoặc là cái đó có giao liền được không, cái nào giao liền á? Cái này anh phải đợi em xíu em hỏi lại bên giao hàng cái. Ừ. Dạ. Bây giờ em hỏi cái này hoặc là cái đó đi, coi cái nào giao liền được. Dạ. Mà anh thấy cái này đẹp hơn nè. Kiểu màu này nó bóng hơn á. Ừ. Đẹp hơn. Cái này đẹp hơn. Cái này nó bự hơn hả? Nó bự hơn, không quan trọng, quan trọng là nó gọn là được rồi. Hả? Cái phòng nhỏ mà. Toshiba nó bền hơn. Chứ nhìn nó cái kiểu như nó chắc chắn hơn á. Tại tôi nói nãy giờ thấy cái này là được. Dạ. Nó lạnh gì. Lấy cái Toshiba đi, Toshiba thì thôi mình mà giao liền không? Dạ, tại cái này giờ tụi em đang liên hệ với bên giao hàng. Ờ em hỏi liền anh đi. Thôi xong bình á.
Dạ, lời đầu tiên con cũng xin gửi lời hai cho con. Con muốn cảm ơn cô sư cô nhiều. Dạ, muốn cảm ơn cô rất là nhiều. Cô đã giúp đỡ hai cho con của con để có lịch cuộc sống mới, để có những ngày ấm áp, những nhiều người tình thương. Em cảm ơn anh Trọng Nghĩa nhiều đã kết nối yêu thương, kết nối giùm cho em để cho em có được những cái động lực, những tương lai mới và tươi sáng và có cuộc sống mới, và tạo cho hai cha con được có những niềm hạnh phúc, niềm vui vẻ, cuộc sống hai con được ở bên nhau rất là nhiều, và có những người thân, những người bà con, cô bác trong xóm yêu quý hai cha con rất là nhiều. Một có để cho con có một cái động lực, một cái tinh thần đó để con người cố gắng để sống tiếp, để nuôi con của con. Con lần cảm ơn cô sư cô nhiều, rất là nhiều. Dạ, con cảm ơn cô sư cô nhiều lắm. Dạ, cũng cảm ơn các cô chú bác của Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ chúng ta, giúp đỡ cho hai cha con của con. Dạ, con lần cảm ơn nhiều. Với cô Thí Kinh Tây Ninh đã cho cha con của con một chiếc xe này kia để nó chạy đi qua, đi buôn bán làm ăn này kia. Dạ, con thành thật cảm ơn cô nhiều. Dạ, cảm ơn chú Cường nhiều. Dạ, cảm ơn nhiều lắm ạ. Dạ, cảm ơn Nghĩa, anh Trọng Nghĩa nhiều. Rồi em. Dạ. Nhưng mà hôm nay em không ngờ là mình được sư cô tặng mình món quà lớn gì, đúng không? Dạ, đúng rồi ạ. Sáng hôm nay em nghĩ là anh sẽ xuống dở em đi xét nghiệm thôi ha. Dạ, đúng rồi. Chỉ nghĩ xuống chở đi xét nghiệm này kia. Vậy em không ngờ cái cô sư cô lại thương hai con, rất là thương hai con, thật sự rất là thương nhiều, rất là người mẹ, người cô, người cha đẻ hai cha con hay một lần nữa vậy. Ừ. Dạ, cảm ơn cô sư cô nhiều lắm ạ. Dạ. Bây giờ em sẽ là quyết định là mua cho em Tèo cái tủ lạnh này. Toshiba 4.990.000 của bà sư cô gửi tặng. Con thấy tủ đẹp không? Đẹp. Ừ. Rồi nhà con có tủ lạnh không? Có. Ngon với ta, đã với ta. Tủ lạnh lâu rồi. Lâu rồi hả? Ủa em ơi, em kiểm tra được chưa? Dạ, em đang ở. À. Do là hôm nay chủ nhật á, nên là giao hàng cũng ít hơn so với mọi khi. Công nhận bé vô mát nó chịu rồi. Mà bây giờ ha, hình như nó quên ba luôn rồi. Mà cũng đỡ cái là nó không có la lối nhiều ha. Nó cũng thích nghi tốt quá. Hay là cô chăm sóc tốt quá nên nó mến rồi. Được mấy cô, mấy chị thương quá, chị thương luôn mà. Nhìn cha đắm đuối mà không biết nói điều gì. Ok, hai cha con nhìn nhau kìa. Mà có vẻ là hình như là cha nhìn kệ cha. Thấy không? Không quan tâm tới, không đòi. Bây giờ nếu mà mình nó tầm một tuổi gì mình gửi cho vô học được không anh nghĩ không? Được chứ. Vô chưa được hả? Bây giờ mình đi làm thì mình gửi thôi. À. Nhưng mà thay vì em gửi thì em gửi cô nè. Dạ. Cô giữ nè. Không biết là em vừa bị sau này á không? Thì sợ nhiều khi cô Nga sau này cô Nga có bận hả? Đi mằng hay là có đi đâu hay gì này kia. Năm giờ nào giờ nó phải chi giữ hết mà. Giữ hết rồi. Dạ. Ở nhà. Lo bà già nữa. À. Mấy bà chị đâu cho đi làm chứ gì ba có thì ví dụ như khủng hoảng thì lâu lâu ở trong chùa có cần gì thì nhờ năm qua phụng. Nên là em an tâm, bây giờ là em trị cái tay mình khỏe xong rồi á, à, đi làm kiếm tiền rồi gửi bé cho Năm rồi mình coi, mình nói chuyện với cô Năm mình chia sẻ được như chia sẻ. Hiểu rồi đó, hiểu như nghĩa là tay em khỏe xong em cũng nghĩa là nếu mà thì tay em khỏe xong á thì em tiếp bước đầu tiên rồi, nếu mà ban ngày thì em giống như anh Nghĩa giúp đỡ cho em cái công việc mà đi giao hàng ở Sala đó. Ừ. Thì ban ngày thì 5 giờ 7-8 giờ sáng gì đó thì em đi làm tới 4-5 giờ chiều em về, thì tới tối thì tầm 7 giờ tối thì em phải đi bán kiều kéo này khi kiếm thêm thu nhập, thì em giờ em chỉ có hai công việc đó thôi. Ừ. Cũng có Vy là góp ý em, kêu em là thôi giờ đi học và đi hớt tóc đi. Hớt tóc á hả? Dạ, cái em mới nói là nếu hớt tóc mình đâu có đồng thu nhập ra, thu nhập vô đâu. Đó, cho nên là em quyết định em là em phải dời cái đó lại. Ừ. Đó, giờ khi mà em nếu mà cảm thấy chị là nếu mà có tiền thu nhập của vấn đề đó thì chắc chắn thì trong những cái thời gian đó thì em sẽ nói với Vy là em sẽ xin đi học hết
tóc kiểu như là kèm theo thứ bảy hay chủ nhật một bữa hai bữa gì đó. À. Đó, mình học thêm cũng được. Để theo như nghĩa thấy góp ý em như thế này. Theo anh thì tạm thời thì mình chỉ cái tay mình khỏe trước rồi em đi hát kẹo kéo đi kiếm tiền. Rồi xong rồi cái tay khỏe hẳn rồi mình đi thi bằng lái, rồi anh sẽ giới thiệu cho em cái chỗ giao hàng nha. Vậy là ổn nhất. Còn cái học nghề thì bây giờ học thì mất thời gian dài lắm. Nhưng mà em học xong thì em phải làm một thời gian dài nữa mới có lương. Nhưng mà mình xin vô thì cũng rất là khó. Tại vì mới học cái nghề thì ít người nhận nữa. Rồi em cũng có nói với Huy, có chia sẻ với Huy, Huy có chia sẻ em có nói gì. Nên là bây giờ là mình kiếm tiền mình lo cuộc sống mình ổn trước đó đã. Còn cái chị học nghề thì từ từ mình tính. Tại vì em có con nữa chứ một mình thì nó dễ rồi. Bởi vậy em có nói với Huy gì đó, thôi để em đi bán kẹo kéo để kiếm tiền trước. Để có đồng tiền ra đồng tiền vô để trang trải cuộc sống mỗi ngày cho hai cho con trước cái. Rồi sau này học nghề, sau này đến sau. Đúng rồi. Để mình có đồng tiền mình di chuyển á, xoay sở. Chứ mà bây giờ đi học nghề rồi mốt hết tiền rồi trở tay không kịp. Bữa nay là nguyên đại gia đình đi điện máy xanh luôn. Hình như nó không quan tâm nữa, thấy không? Đâu đầu ba nữa đâu? Có bánh hay gì vậy? Thấy không? Không đòi là không đòi nha. Dễ gì? Thôi đừng. Đâu mà đòi rồi, nó lắc khai khai. Đừng. Em đừng có dụ nó công nó khóc nữa. Nhào quá. Nói vậy được rồi, em chịu ở bển là ngon rồi đó. Rồi coi kìa, bữa nay nhìn đẹp trai lắm đó nha, bà lem nha. Đòi mời ba nuôi hả? Đây là bà nuôi, mẹ nuôi, chị nuôi. Chưa, mẹ nuôi chưa chấp nhận. Ba ruột. Lúc đầu tiên là em gặp em Tèo là em Tèo chỉ ước mơ là được giúp làm giấy khai sinh cho bé thôi. Nhưng mà không ngờ được tình thương của ông bà rất lớn. Tại vì hoàn cảnh rất là bi đát ông bà. Nhưng mà trong cuộc sống của em Tèo thì thật sự mà nói là có rất là nhiều thâm trầm luôn á. Cũng như là em Tèo có chia sẻ vài clip trước đó. Khi mà nghe em Tèo nói những lời đó thì thật sự thì ai cũng thương hết á. Và cũng mong là khi em nhận được những món quà này á, em cố gắng làm ăn để mình lo cho con. Để Mạnh Thường Quân thấy được là em cố gắng cho các Mạnh Thường Quân cũng vui ha. Dạ, con cũng xin hứa với các cô chú bác và các Mạnh Thường Quân, với cô Hằng, cô Sư Cô nè. Con cũng xin hứa là con sẽ cố gắng nuôi con. Chứ con không để làm cho các cô chú bác, Mạnh Thường Quân, cô Sư Cô phải buồn bận lòng gì con hay cho con đâu. Được. Con xin hứa 100% là con không bao giờ để cho mọi người thất vọng về con. Dạ, bây giờ cái tủ này á thì nếu mà anh lấy thì bên em hẹn giao mình trước 20 giờ. Bây giờ là 8 giờ tối nay không? Dạ đúng rồi. Thì nếu mà bên em cố gắng có xe sớm thì tụi em hỗ trợ qua sớm cho mình. Còn cái này em hẹn là trước 8 giờ. Trễ nhất là 8 giờ là bên em có mặt ở nhà mình để lắp cho mình đó. Dạ. Mẫu này thì nó 180 lít. Mẫu này thì mẫu của Toshiba, thương hiệu là của Nhật Bản. Rác là rác Thái Lan. Rồi bây giờ em chỉ bạn này cách sử dụng đi. À, cách sử dụng thì nó cũng dễ xài lắm anh. Cái này bên em nhân viên mấy bạn lắp đặt qua, mấy bạn sẽ lắp cho mình. Xong rồi tụi em chỉnh nhiệt độ sẵn. Nhưng mà ví dụ ở nhà mà anh xài á, mà anh có muốn tăng chỉnh nhiệt độ thì mình tăng chỉnh ở đây. Cái mức min này nè là mình chỉnh cho nó về thấp nhất. Dạ, là khi mà anh chỉnh nó về min á là nhiệt độ trong tủ nó sẽ tăng lên nè. Còn khi anh chỉnh hết thì nhiệt độ trong tủ nó hạ xuống, thì càng lên cao á thì cái độ lạnh nó sẽ càng cao. Dạ, dạ. Cái này. Dạ, cái này là mình chỉnh cho ngang đông. Cái này là chỉnh ngang dưới, cái này chỉnh ngang đông. Cái này mình sẽ tăng cái độ đông đá mà giảm xuống hoặc là tăng lên, đó là tùy mình. Nhưng mà thường là bên em mấy bạn ký hợp qua mấy bạn sẽ làm hết. À, cái này ví dụ mình có ghim điện 24/24 hay sao, trực tiếp hay sao, hay là chỉ mỗi lần mình chỉ ghim 18 tiếng thôi? Ghim 24/24. Nhưng mà do là tủ lạnh lúc mà tụi em di chuyển á, ga nó sẽ bị sốc. Cho nên thường là tụi em sẽ về cho mình ổn định ga khoảng 8 tiếng. Như tối nay em giao thì sáng mai mình mới cắm điện vô, xong mình mới bỏ đồ cho mình xài. Dạ, mình sẽ để tới sáng để nó ổn định ga rồi mình mới xài. Nhưng mà em lưu ý nha, cắm điện luôn á, đừng rút ra ngày mai cũng đá tan hết á. Dạ đúng rồi, đồ ăn trong nó hư hết luôn. Vì đó em không xài. Dạ. Ủa vậy đó giờ chưa xài hả? Em không xài. Trời ơi, mướt ao có được có cái truyền hình để em coi Quy thôi chứ. Còn như mà tủ lạnh hay là máy giặt em còn không có, đâu biết xài miếng này.
Vậy là bây giờ em làm giùm anh cái đơn này tính tiền ha. Rồi có gì em giao giùm anh trước 20 giờ tối nay ha. Dạ, trước 20 giờ. Cái này là còn giảm giá nữa không em? Dạ, cái này là giá tụi em giảm trực tiếp luôn mà. À, là 5.690.000 còn 1.990.000. Là giảm 1 triệu hả? Dạ. Triệu mấy? Giảm được 700. 700 ha. 700 thì mới còn 4.990.000. Cái này anh muốn em bảo hành bằng số của anh luôn. Số anh đi. 097676. 097676. 3442. À. Cái tủ này rất là đẹp luôn bà, tại vì mình xài cái tủ này thứ nhất là sạch sẽ nè, thứ hai nó cái màu đen nó cũng sạch nữa. Do là nhà em tèo có trẻ em á. Có gì xíu thích sau em. Bây giờ là à. Một, hai, ba, bốn, năm, là 4.990.000 ha. Nhưng mà thường nói là lúc em nói là 20 giờ tối nay có khi nào giao 3-4 triệu không? Dạ, tại vì hôm nay tải nó hơi đông á, nên sao là không có kịp 3-4 triệu á. Nhưng mà để bên em cố gắng đi sớm thì sớm được thì em gọi. Ok. Trước khi giao em nhắc bạn gọi trước mình 30 phút. Dạ, em gửi cho anh. Bây giờ chờ tới tối luôn bà, nên là chắc tối nay chờ không nổi rồi. Có gì ngày mai thì em sẽ dẫn em tèo đi xét nghiệm xong rồi em sẽ quay cái tủ lạnh luôn. Nhưng mà ngày mai anh lại là cái tủ lạnh nhiều đồ chống cho tèo. Cái này bảo hành là số em nghĩ nha. Ok. Máy thì bên em bảo hành 5-4 tháng. Hoặc là có lỗi thì đổi mới trong 1 tháng đầu tiên. Rồi, bây giờ mình về cô ơi, tại vì tối người ta mới giao lần. Ha. Nhưng mà có gì là quý rồi. Nếu mà có sớm thì qua cho bà xem, mà có trễ quá thì ngày mai bà xem sao ha. Dạ. Thôi đi về con. Bây giờ em sẽ dẫn anh Tèo về. Nguyên đại đội gia đình đi luôn nè. Dạ, mới vừa về tới nhà ông bà cô chú anh chị. Bây giờ đi qua nhà của cô. Để hình như là hôm nay là cô nấu món gì đãi cho đại gia đình nè. Nó quá trời rau luôn kìa. Dạ cô, nấu à. Dạ, dạ cô nha. Dạ. Nè đợi, hủ tiếu hả? Vậy là bữa nay lại có lộc ăn rồi. Tèo vô lật rau phụ bà Tèo. Rồi xong rồi con. Xong hả bà? Dạ. Nó bốc. Quá trời ấm áp luôn gia đình luôn á, ông bà cô chú anh chị. Ủa, bữa nay có chị đứa bà. Dạ. Dạ. Chào cô. Dạ. Dạ đất ơi. Đó, bữa nay là cô nấu hủ tiếu hả? Nấu hủ tiếu. Đó, dạ. Nấu hủ tiếu. Gà với bò viên. Dạ. Làm sao? Cái này là nấu ăn chứ không phải là có gì vậy? Ừ. Gì vậy? Ở đây bà giữ nè. Cái gì vậy? Nhưng mà có khi nào mình ngồi đây cái tự nhiên điện máy thanh điện thoại giao hàng mình không ta? Mới ra mua tủ lạnh nha ba. Dạ, mới mua cái tủ lạnh bà. Sư cô mua cho. Dạ. Nhưng mà con thấy là trong nhà cái tủ lạnh là cần thiết nhất á. Dạ. Để rau này kia nhiều khi mình đi làm về mình không có thời gian đi mua á. Cái mình mua một lần ăn được 2-3 ngày. Dạ. Để giờ em làm này cũng vậy. Dạ. Quậy quá em ơi. Quậy quá em ơi. Bin, để cho nào bà xếp bánh cho ăn nè. Bin. Bin ơi. Bữa nay ông bà cô chú chị thấy là Bin hình như là quen này luôn rồi đó. Quen luôn rồi. Không có quan tâm tới bà nữa. Thấy không Tèo? Ơi Bin. Không quan tâm Bin gì nữa. Bin gì nữa, bữa nay là Bin là có ông bà ở trên rồi. Nó nó thấy chưa, em thấy không? Mà công nhận Bin ngoan chứ bộ.
qua mẹ nuôi ẩm kìa, đó chịu liền. Nay dạng ghê. Ba mẹ đi con ơi. Ba mẹ đi con ơi. Đó. Con ẩm em đi con gái. Chị ẩm em đi. Đó. Dạ. Một tiếng không ăn được vậy. Một tiếng thì gà ăn được gì quá. Dạ. Đâu có nước lèo. Không gì đâu gì à. Cái con da bài đó phải. Ừ. Đâu mà có. Bữa nay là chủ nhật, đúng rồi. Thường ngày là nhà bà chủ nhật đông lắm hả? Ừ, chủ nhật. Dạ. Chút nữa kìa. Chút nữa đông nữa hả? Dạ. Dạ. Cháu gọi dâu đụng này chia đụng nó về cho. Dạ. Xích đẳng hả tè? Xích đẳng. Sữa, sữa. Ê, để đi ra lấy sữa. Lấy sữa cho nó uống gì nữa. Chai sữa em bỏ rồi ha. Dạ. Đổi gì, đổi gì. Cắt sữa rồi. Cái tay con đổi gì. Đổi gì. Kìa, qua mẹ nuôi kìa. Đó. Rồi trả qua mẹ nuôi ẩm cho quen đi. Chứ em bơm hoài nó quen hơi em á. Đó. Vừa mai mốt em đi làm dễ nữa. Đó. Quá là dễ dàng luôn. Mình có ông mẹ nuôi dễ. Không, này nó dễ chứ không có khó. Nó rất dễ. Dạ, nhìn theo đi. Bỏ ba rồi phải không? Đúng không? Nó chơi, nó quậy quậy. Ba khỏi đi để mẹ nuôi, mẹ nuôi giùm cho. Khỏi. Mẹ nuôi suối. Mẹ nuôi suối. Mẹ nuôi suối rồi. Ừ. Thì mẹ tập nuôi đi, có gì mai mốt. Nuôi hộ. Ừ. Nó coi ổng kìa, trời ơi. Nết gì kỳ vậy? Nết đàn ông, hết biết không? Trời ơi, bữa nay cưng ghê luôn không bà? À. Không, dễ cưng lắm. Dạ. Ai cũng thương á. Ai thấy cũng thương. Dạ. Nhưng mà con sợ cái lần đầu tiên á nghe. Đưa qua con nghĩ là chắc nó khóc dữ lắm luôn á. Dạ, khóc dữ lắm. Dạ, nằm cái nết gì kỳ vậy? Đó. Tối bữa đầu nó khóc một chút xíu rồi cái nó ngủ mà. Dạ. Tới sáng thì bình thường. Nhưng mà không ngờ là nó dễ thương vậy. Dễ lắm. Đó. Con cái này ai con. Né. Con. Phi ơi. Ẩm em giùm Phi. Trời ơi. Cái nết em mới vừa khen nết á. Để trong cái bịch tím đó đó. Ngồi xe bánh nhân nè. Để trong đó luôn. Để xe bánh nhân. Nè. Đường miếng nhỏ thôi, không có cầm được rồi. Đây coi. Ủa cái nắp bình sữa nè. Mẹ, nắp bình sữa trên giường luôn mẹ. Nó, mâm mâm mâm. Chịu liền. Im ru liền. Sướng ghê ta, được mẹ nuôi yêu thương. Rồi âu yếm. Trời ơi, sướng quá. Kêu chị đi, kêu chị gái. Chị. Rồi sáng giờ em uống thuốc cho Tèo. Dạ đúng rồi. Đúng rồi hả? Mà bây giờ là cái tay đọc thẳng rồi. À. Coi vô coi. À. Ngày hôm bữa là cái ngón nào coi không được. Con út không? Không coi được luôn hả? Không. À. Chứ cứ cong như hoài đó, rồi bây giờ mình đập xuống được. Nhìn cho chính xác vô thì từ từ. Rồi sáng giờ em tập chưa? Tập rồi ha. Em nằm ở nhà anh đợi anh là em ngồi em tập cho chơi vậy. Ừ, sự kiện là có gặp bác sĩ đó, bác sĩ dặn là em phải tập thường xuyên. Dạ. Nhớ tập nha. Vô chào thả đầy. Đứng đây đi, đi lấy cái tả khác thôi. Cái này tập giống như mấy người bị tai biến vậy đó. Mấy người bị tai biến cũng hay tập vậy đó. Mua cái trái banh mềm mềm đó. Mua về trái là về tập. Nhưng mà cái tay này tập tay kia nó mau lành hơn. Thường là vậy đó. Thấy mẹ nó tập cho bệnh. Dạ. Nó cũng vậy mà cái tay nó cái giả nó thay cũng thương đó, gãi nó thay cũng thương mà nó về cái nó lúc mà đau lắm, không biết về tập nó đau lắm. Nhưng mà nó cũng dáng tập giỡn bình thường á. Dạ. Lộn vị trí gì kìa. Không. Cái này hồ là người ta mặc dây gì á. Đó là phải dán. Quần kìa, quần kìa. Cái quần á.
cái quần là người ta dây cái hình ra như vậy. Mình muốn mặc dây ra trước cũng được, mà dây ra sau cũng được, tùy mình. À mà cũng hai kiểu. Nè chả nè. Tính ra là em Tèo có phước lắm đó nha, mới được cái tình cảm ấm áp gì luôn á. Được mấy bà, mấy cô thương gì. Không phải ai cũng được vậy đâu. Trong gia đình em không có được gì. Cái người khác còn cha mà bầm với con vậy, ai mà chịu nổi con. Dạ. Chịu không nổi. Thiệt. Nói gì, thí dụ vợ chồng có giận thôi nhau rồi chấp nhận. Còn bỏ đứa con vậy là dứt khoát không có ai chấp nhận hết á. Dạ. Thấy thương quá trời quá đất đi. Để cho mẹ ấy đó. Ủa bữa nay tập ăn hả cô? Ăn hôm nay đó chứ. Dạ. Ăn lẹ lắm con ơi. Ăn nhanh lẹ lắm. Nó, trời ơi sướng quá được bà cho ăn này, sướng quá trời luôn. Răng nãy cũng ăn đồ uống sữa rồi này kia, giờ lắm. Cùng lắm cho khỏe, cho nó khỏe rồi đặng có gì nó dễ. Dạ. Để không có gì nó nhỏ quá. Ừ. Nói ba nó cứ việc ăn uống rồi nghỉ cho khỏe đi, chừng làm cái khỏe sống là rất là à, con ăn đi nha. Con ăn đi. Rồi. Con đi nước kìa cho. Thương ghê không? Con là có phước lắm đấy con, chứ không phải muốn là được ôm vậy đâu nha. Đó, thấy chưa? Trời ơi, cưng còn hơn là con cục vàng cục ngọc nữa mà. Đó. Nấu nè. Nấu cháo thịt với lại quý đỏ. Nhìn cưng ra không nó, trời ơi, ăn mà nằm kiểu này nó quá thương luôn. Trời ơi, coi nó bà. Trời ơi. Hả mẹ ra. Hả mẹ ra. Nè, hả mẹ ra. À, bị đó. Sướng ghê chưa? Bữa đầu tiên toàn bò đất không nghe con? Bữa nay toàn bò nền gạch không à? Sáng nay con hình như ngồi trên ghế này nè. Dạ, yeah, ngồi ghế này luôn hả? Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Rồi sướng ghê không? Dạ thì đừng nhóng nhéo mình ngủ rồi. Dạ. Chốt. Sáng ăn hơn chén, cô anh nghe nhìn chén rồi hết. Về mình ngủ rồi cho nó. Cưng ghê chưa? Ông bà. Trời ơi. Anh ghê, giỏi. Thơm mừng. Bà cưng quá, đúng không con? Con leo lên thử đi. Nó ông quá rồi cưng luôn bà nè. À, trời ơi như cục vàng cục ngọc luôn. Trắng nõn. Cắt cái mũi tôi ha. Nhõng nhẽo mà nít mà. Cũng muốn được mẹ thương rồi nó. Không giỏi. Hình như là con thấy hôm nay là bé tròn hơn lúc con quay ấy nha. Đúng không Tèo? Đúng không? Hình như nó đầy đặn hơn á. Chưa cân hả? Nhưng mà anh cảm thấy là bé nó đầy đặn hơn trước á. Ăn đồ bổ không mà sao không đầy đặn được. Ngán hả? Nhớ nha, bữa nay ăn rồi mai mốt lớn rồi nhớ gặp bà, nó thưa bà cảm ơn bà nuôi con lớn nha. Đó. Nó còn dài lắm, ba nó đi lo nữa. Dạ. Còn mình thương thì mình thương được thời gian nào hay thời gian đó. Nói dạ. Giờ thương nó thì còn lúc đây thì ví dụ như cha nó có đi đâu hay có gì gỡ mình, còn bắt đầu mai mốt nó lớn nó đi học. Đi hành rồi, ví dụ có đi đâu dòm ngó gì hết rồi con ơi đi đâu rồi vậy. Rồi mai mốt biết đâu ba nó biết người cái tiếp đâu cho hết con không chừng. Dạ. Người nào có liên tâm đã biết thương thì nó đỡ nhỏ đi. Con dòm mà.
đầu thị là chết. Quên quên ngoại với cô Năm đó. Qua đây ạ. Thôi, sáng ra đi ngồi giờ lên đây phải thấy hai cha con giống như mấy đứa con trong nhà này thôi chứ không có nghĩ là ở ngoài. Dạ. Rồi đến qua bà kìa, hỏi thấy cưng ghê không? Cưng lắm. Giờ nó quen nó chạy qua ôm ngọt sớt luôn á. Dạ các ca. Bữa nay ông bà nhìn kỹ nha, là bé nhìn tròn hơn trước luôn á. Trời để đó ăn để đó chị bay. Tối cũng 3-4 chai sữa để cầm cho nó uống. Tại vì nó sợ nó ấy. Rồi còn để mua thuốc cầm cho nó uống, nó khẩu cái chất trong nhiệt trong mình nó lồ ra cho nó lớn. Dạ. Nó phải ánh nữa, nó lớn nó mắc rồi à, nó có lấy rồi tao mua rồi. Cái lần đầu con gặp là bé chỉ đứng được 1-2 bước à, bữa nay nay bước nhiều rồi. Dạ. Điều mới có 10 ngày. Con biết sao? Sợ trơn nó té. Dạ. Đã phải cầm nó. Bữa nay là chạy vòng vòng được rồi đó. Tèo em ơi. Tèo em. Mở cổng nó rồi. Nó lại cổng. Trời ơi, coi ổng phải không? Tèm ơi, tèo. Ba kìa. Hình như không quan tâm tới ba nữa rồi. Ba đi. Ba giờ ra rìa rồi. Ba đi à? Ba đi à. Kìa ba con đi kìa. Ba đi kìa. Rồi. Đi. Thử đi tèo. Đi. Ba đi. Nè, cắn vô. Đi em. Ba đi kệ ba chứ quan tâm gì. Ba đi nha. Ba đi nha. Đòi đòi thấy không? Còn được. Cũng đâu quan tâm lắm đâu. Nè. Bin. Ba đi ạ. Nó nói có mẹ đâu ở đây sợ gì. Nó. Cứ lại đây dẹp bà ngày qua. Ba ra gì ơi? Mình đi xuống làm sao không Tèo? Đi xuống làm sao xem mấy cô nấu đồ ăn xíu. Ví dụ còn xuống tới đây. Đó à, ba cái lạnh. Dạ. Còn rộng cũng mà nó rưỡng cái đầu. Để em dẫn gì. Ba phải muốn mà nó rưỡng đầu, không bao giờ bị lọc cái đầu. Dạ. Đĩa hả? Đĩa hồi đấy nè. Đâu dơ bà con. Đó, trời ơi, rất là ấm áp luôn không bà? Không, chưa. Nằm đặn hồi tối cái làm một đốc, không quên. Trời ơi, coi kìa. Vậy lắc tung tung nha, lắc lung tung. Nhớ vậy. Con mai mốt lớn lên đi làm rồi nhớ về thăm mấy bà con nha. Nhớ cái tay con á, con định dạ. Nhớ nha. Mới không có ấy. Rồi nhớ về thăm mẹ Vi nuôi nha. Đó. À. Con còn biết chú không vậy? Biết không? Ừ, nữ đeo lợi rồi đó. Tụi qua thay đeo con biết đó, chứ bộ. Trời ơi, ta biết đó, chứ bộ không biết đâu. Dạ. Qua này nó không nhớ mẹ Vi nữa, mẹ ba nó chẳng lợi. Đó, lên nằm coi. Trời ơi, giống ông vua đó ta. Nó sướng quá rồi. Mới đi mãi chưa? Ủa? 12 giờ mấy rồi đó. Dạ. Thôi mới đây 12 giờ mấy luôn hả? Dạ. Anh không hay luôn á, tưởng. À. Nhưng mà anh nghĩ cái tủ lạnh giao tầm khoảng 5-6 giờ là cùng, không ai vô. Thì nói chung là ở đó chỉ nói giờ vậy thôi, nhưng mà sẽ giao trước. Đúng rồi. Có thể là 2-3 giờ nó giao mình không chừng nữa. Đòi bánh gạo. Kiểu như là người ta trừ hao á. Bánh gạo. Ở đây nè, phòng này nè. Cuối cùng thì sau một khoảng thời gian dài chờ đợi thì hàng đã về tới ông bà. Lúc đầu thì bên điện máy thanh thông báo là tầm khoảng 8 giờ tối, có thể sớm hơn, nhưng mà bây giờ là 2 giờ chiều. Em vẫn chờ đợi để mà gìn cái thùng quà to khổng lồ này. Cái tay Tèo nương cái tay em. Cái này lúc nào
dây điện căng đây. Đấy là lý mua điện lên. Em để chỗ nào tiện lợi á. Rồi để chỗ đó cái cục dao tắt được không? Không được không? Không được, dưới. Để bên đây nè. Không, để bên kia đi, đó đó được không? Để bên này điện thôi nè. Mà không có ổ điện. Ổ điện câu, mua câu điện có sẵn á, câu này đi xuống đây qua đây. Chứ để đó là dưới câu điện, dưới cái cục dao mọi nơi xuống. Vậy hả? Mà để chỗ này được không? Góc này được không? Được, để có được á. Nhưng mà ngày không ai để được đấy hết. À. Để đây thôi. Nè, cặp cái dưới nè. Tại là mình ngủ đây mình muốn nước mình ra đây giơ tay ra. À. Cái thứ hai là nếu mà đại tụ đây á, mở cửa mở vô xách xe vô nữa, chạy chỗ hết cái tụ. Ừ. Đó, em tư vấn vậy thôi. Vậy anh để chỗ đó anh để mua ổ điện gắn sao ha. Đúng rồi, mua ổ điện mình, ổ điện có sẵn gắn vô bình thường. Dạ. 4 chiếc sao mình gắn điện là được rồi. Rất là đẹp đúng không bà? Ở dưới này có xe. Dạ. Lại đó coi tèm. Bây giờ là đóng mát anh hả? Con. Ừ. Đó, 4 tiếng sau lắm điện, đợi 5-1 phút, hai lọt keo giùm em ha. Dạ. Chứ giờ là em lọt cũng được á, nhưng mà 4 tiếng sau lắm điện cái nó đóng keo cục. Dạ. Rồi, cái độ cho nó là tự động, để em giùm em ha. Ủa em nhớ là có đóng mát không anh? Có đóng mát không anh? Dạ. Mát này mát nó đỡ vô bánh xe thôi. Mình muốn đóng thì đóng riêng nhưng mà phải kết chỗ nha. À. Đây, mát là đóng riêng rồi. Nhưng mà thường là cái tủ này có đóng nữa không? Mình cần đóng không, không cần thôi. Tại này có nít, có nít thì sợ thôi. Có con nít á. Có con nít thì đóng thôi. Vậy đóng mát giùm em đi. Chứ mát nó đỡ đóng xuống chân mà. Dạ. Dạ. Quá là đẹp rồi, dỗ bà. Bây giờ là phải mua cái ổ điện nữa mà để mình câu từ đường kia qua đây. Chứ nhà không có chỗ để rồi. Nhiều đồ quá. Nào, thứ mình chục cũng trăm mấy á. Mày mua thứ của mày đó, thứ của vậy đó. Trăm mấy á. Tao mua cái 70 dữ lẹ ha. Mua quá nha. Bữa nay lên đại gia bà ơi. Hồi mới đây mà đổi đời hơn tôi nhiều. Dạ. Quá ngon. Con mày ra ổ điện mà muốn chiền mày chiền mà ơn trên này dùng nha. Nó có một đích á. Quá ngon. Thằng này đại gia rồi. Dạ. Quá ngon. Đại gia thật. Mình thịt đó, nãy mình nói nãy giờ đó. Đưa trong ngang kho tiêu luôn mà. Ở đây đâu. Nói chiều nay. Ở để đây đây để không nó. Nấu ở đây. Phải rửa chứ. Phải có ấy để chứ. Mày. Nha cho mua một ơi để khô. Nhà bếp quá là xịn luôn. Quá xịn đúng không con? Để đợi anh quá trời luôn. Nó mới thật thời không xài được đâu. Có gì bỏ tủ lạnh. Có gì bỏ tủ lạnh ra ngoài đi rồi. Lát chiều năm ga. Công nhận về đây đẹp thiệt chứ. Tại vì ở trong nhiều tủ quá mình không biết cái nào đẹp hơn. Mình nhìn mình thấy nó trốn. Đúng rồi. Này cái tủ bằng tủ nhỏ mà trống thôi. Bằng cái nhỏ mà sao? Tôi nhà ra đổ buồn hai cái á. Dạ. Cái tủ nhỏ cái tủ lớn.
Có tủ này mình đựng đồ ăn tiện lợi. Dạ. Bây giờ nhà có hai cái lạnh cái bộ. Nhà nào là cũng phải có tủ lạnh đó mà ơi. Nhà buôn bán dạ. Nhỏ gì cũng rồi. Nhất là nhà con nít á. Dạ. Nhà có hai cái đó. Quá ngon quá yên phải con ha. Dạ. Đại gia hả bà? Giàu quá dữ nổi. Đây mà đầy đủ chỉnh đi. Dạ. Mày biết ông thiếu gì không? Mày nói thiếu gì? Thiếu vợ. Thiếu vợ một. Ông nhỏ nó không thấy qua TV. Chẳng nên nó dồn vô một hình nó dồn đi nào. Có con vợ đó đâu mệt dữ lắm mà. Dạ. Coi cái đống này cũng đông nga rồi. Hả? Cái gì? Để tôi đi nếp nữa. Bây giờ câu mát lại để cho đảm bảo an toàn. Giờ là nhà có con nít á. Vậy là thường là nhà không có con nít là không có câu này hả anh hả? Đúng rồi. Dạ. Thấy nó đổi đời nha, quá đời luôn, lên đời luôn. Lên đời quá rồi. Ai cũng nói trơn kìa. Giàu quá giàu. Bất ngờ sau một đêm đổi đời. Phép màu tới. Đúng rồi, phép màu tới rồi. Ủa đêm cái sáng phép màu tới. Dạ. Cái này là ít có gặp trong cuộc sống hàng ngày lắm nha. Kỳ tích trước thì dạ, cái này là cái duyên thôi bà, chứ đâu phải mình muốn là được đâu. Nó quá đẹp luôn bà. Bữa nay là căn nhà rất là đầy đủ, ngăn nắp, rất là ấm cúng luôn á. Dạ. Anh bây giờ anh tư vấn sơ cho con bé này đi anh, để nó quên á. Nó cái này để muốn xong sau lắm điện á. Lắm điện xong để 50 phút. Rồi hạ lọc keo dùm em ha. Rồi chế độ đã để làm tim. Không chỉnh gì hết ha. Phải đã đầy đủ. Nè mình đợi 4 tiếng sau lắm điện để 50 phút. Rồi hạ lọc keo dùm em ha. Còn bây giờ lọc nó sẽ giống keo. Rồi chế độ để tim là mình xài thôi. Để chiều tối mình lộn cũng được phải không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà phải có hơi lạnh các bạn nha. Nhắc cá rồi khỏi đi mua. Tại đây ngon rồi. Khối này đầy đủ đồ ăn rồi đó. Dạ. Cho nên tối gì sớm bỏ nhân má. Bỏ biết gì cũng đắp không nhé. Nhớ sữa rồi. Thôi, mình kiểm tra là máy mình. Không chảy xước. Không chảy xước. Màu đen. Rồi, mình chạy ha. Do là cái keo dính á. Đúng rồi. Còn có khăn khô quá, khăn khô làm sao cái này. Quá giàu. Đó, ký xác nhận giùm anh ha. Em ký á, em ký đi. Anh làm bằng da máy mới 100%, không kể sức cũng mất bị bệnh ha. Ký xác nhận giùm anh, ký chồng cho anh ha. Để bây giờ em sẽ mở cái tủ trong bà xem nãy giờ đứng từ xa không à. Đó, rất là đẹp luôn bà. Bây giờ sẽ mở cái ngăn dưới. Đó. Bây giờ là nhà cửa đồ đạc đầy đủ hết rồi ha. Rồi, dạ rồi, cảm ơn anh. Cái thùng này để đây nè. Cái thùng để trên đó nè. Ừ. Để được không? À quên, có tay sao để ta. Tèo ơi. Dạ. Trước giờ là em có xài tủ lạnh bao giờ chưa? Dạ, cái nói thiệt đó là từ nhỏ đến lớn là em chưa có xài tủ lạnh. À, là dạ. Cha mẹ cũng chưa xài bao giờ. Cũng chưa xài tủ lạnh bao giờ luôn. Tới em vẫn chưa xài luôn hả? Dạ, đúng rồi. Tại vì lúc nãy trong siêu thị thì anh nghe em hỏi là tủ lạnh xài sao chị, đúng không? Dạ. Mà hồi nãy anh tưởng em giỡn chứ, là đó giờ chưa xài bao giờ luôn. Đâu có đâu, nhiều khi qua bên nhà bạn bè á, nhiều khi thấy bạn bè có tủ lạnh, nhiều khi rồi vô rồi anh em bạn bè kêu mở tủ lấy nước uống này kia, nhiều khi dần dần còn không biết mở tủ lấy sao nữa. À. Đó, thì chắc là ở nhà lá sẵn rồi đâu có xài mấy cái này đâu, nhỏ giờ. Đó, nhiều khi cái truyền hình phải xài một cái âm ly đầu đĩa nữa chứ không được xài một kiểu như
wifi cả cộng nãy kia đâu. À. Rồi sau này mới biết đến là người ta kêu câu về wifi mà câu về cái truyền hình cũng cỡ ba lớn vậy nè. Nhỏ gì câu gì để câu mạng coi nãy kia thôi chứ chắc còn không biết rồi mới giật hay là mới lạnh hay là chị bây giờ anh chỉ em xài nè, em mở này lên. Là cái ngăn trên này á là mình một là mình mua mấy cái khay đựng đá mình đựng vô ly đợi đông đá rồi mình lấy đá ra uống. Dạ. Mấy cái khay mà inox nhôm nhiều không anh? Ờ đúng rồi. Hoặc là mình đựng trong cái bọc cũng được. Cái này là mình có thể là đựng những cái đồ như là cá nè, thịt nè, mình muốn bảo quản lâu á, trong vòng tuần á thì mình để đây luôn, nó đông lại cứng. Dạ. Khi nào đông xong rồi em sẽ xài tới thì mình bỏ thao mình hứng nước mình ngâm cho nó mềm lại mình xài. Dạ. Rồi nhớ chưa? Đơn giản đúng không? Rồi cái ngăn dưới thì chắc không biết rồi. Dạ. Là để giữ mát tạm thời trong vòng một ngày thôi à. Dạ. Là rau củ quả thì mình có thể là giữ nó được cả tuần không sao không hư hết nha. Dạ. Để cho nó mát á. Dạ, dạ, để cho nó tươi á. Dạ, cảm ơn nghe nhiều. Tại hồi nãy anh em nói anh cũng giật mình luôn là năm nay 28 tuổi rồi chứ. Dạ. Mà không biết tủ lạnh luôn hả? Em không biết xài đúng chứ. À nhưng mà vẫn có bạn bè xài mình vẫn mở dạ, vô coi chỉ ha. Bạn bè kêu ví dụ qua bạn bè chơi bạn bè nó kêu mình tự nhiên đi vô khát nước mình lấy nước mình chỉ mở tủ ra rồi vậy mình vô mình lấy gút trên nước uống thôi. À. Chứ không có mà biết những vấn đề mà kiểu như bởi vì nãy em còn hỏi anh Nghĩa là cái gì ví dụ mình muốn uống nước đá để cho có đá uống đó là mình gót nước vô cho bình suối trong cái khay này phải không? Để mình để đây cho đây phải không? À cái khay này là khay đá luôn á. Dạ bởi vì khay, hỏi khay đá là mình được ít lắm. Nhưng mà mình muốn đá nhiều á thì mình mua mấy cái hộp bằng nhiều nhôm hay sao. Dạ. Hộp đó mình đựng vô. Sau cái hộp mình đựng đầy đó. Dạ. Rồi rảnh rảnh thì ở nhà hai cho con làm kem cũng được, bỏ trong ăn. Da u cũng được, rất là tiện lợi luôn á. Vậy là biết rồi đúng không? Dạ. Dạ. Trời. Nãy giờ tưởng đâu em nói giỡn anh không chứ. Dạ. Em cảm giác là thấy sao nè? Thấy mình nhìn thấy là vui, rất là mừng, rất là háo hứng, rồi có đầy đủ điện nghi. Dạ. Cảm ơn mấy cô, chú, cô bác, cảm ơn sư cô rất là nhiều đã ủng hộ mình, giúp cho hai cha con được cuộc sống tươi tắn, cuộc sống thoải mái, có đầy đủ điện nghi, mát mẻ này kia. Dạ, cảm ơn sư cô rất là nhiều. Dạ, hai cha con thì rất là mừng, không ngờ là cô sư cô tạo cho hai cho con thật là bất ngờ, rất là yêu thương hai cho con của con. Hai cho con cũng không dám mơ, cũng không dám nghĩ đến chuyện được có được những ngày hôm nay như vậy nữa. Thì con nghĩ là cái cô chú bác rồi cô Mạnh Thành Quân là cô sư cô dễ thương cho con rồi. Con chỉ mong muốn là giúp được cái tay, có chỗ ở, có giấy khai sinh cho con thôi, nhưng mà con không ngờ là mấy cô với bác thì dành tình thương cho con rất là nhiều, rất là quý. Thì cũng như là sanh đẻ hai cho con ra một lần nữa, con muốn thể nào mơ ước được có những đồ đầy đủ điện nghi đến như vậy. Thì cũng cảm ơn Trọng Nghĩa đã kết nối giùm cho em. Dạ, cũng cảm ơn cô sư cô, cảm ơn cô Hằng, cảm ơn chú Cường, cảm ơn các cô chú bác Mạnh Thịnh Vương đã giúp đỡ thương hai cho con rất là nhiều ạ. Dạ, con xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Nhưng mà đây là lời tâm sự của ông bà cũng đã gửi gắm tới anh để mà nói tới em á. Bây giờ em hãy gắng sống, gắng làm việc để mình nuôi con mình. Mình đừng có suy nghĩ tới chuyện là vợ con mình trước đó nữa. Bây giờ mình hãy gắng sống một cuộc sống mới, một tương lai mới. Nhưng mà tương lai của em á thì chỉ là em quyết định thôi. Nên là mình phải cố gắng. Bây giờ là Mạnh Thường Quân thương mình, giúp mình san sẻ được cái nào thì đó là cái niềm vui. Dạ. Nhưng mà phần còn lại là trong cuộc sống tương lai của em á, thì tất nhiên là em phải cố gắng rồi. Tại vì Mạnh Thường Quân thương mình cũng muốn cho mình một cái cần câu. Dạ. Không? Để mình có đó, để mình cố gắng động lực mình phát triển lên ha. Dạ. Hãy cố gắng sống nha. Dạ. Con cũng xin hứa với các cô chú bác Mạnh Thường Quân, con xin hứa là con sẽ không để phụ lòng, và cũng không bao giờ để cho các cô chú bác phải buồn phiền hay là bận lòng giúp không đúng người giống như con. Thì con cũng nói lời cuối cùng này đó là đừng mong cô chú bác đừng suy nghĩ con mà quay về với vợ con, thật sự là không có, không thể nào cho con chấp nhận cái chế tới chuyện đó. Có đánh chết con đi nữa hay là như thế nào nữa, con cũng không bao giờ quay về với con vợ con. Thì con xin hứa với cô chú bác Mạnh Vương, con sẽ cố gắng chăm lo cho con của con, để cho con của con ăn học đến nơi đến chốn. Con xin hứa với cô chú bác là như vậy. Chứ giờ con cũng không biết
trình bày hay con không biết nói như thế nào để cho cô với bác tin con tuyệt đối 100%. Con chỉ mong là con chỉ nói như vậy để cho cô bác hiểu và thương con. Mình hãy tin con. Con sẽ cố gắng phấn đấu lên. Con để cô chú bác bận lòng hay là buồn phiền gì con. Thì con cũng xin cảm ơn cô chú bác nhiều. Cảm ơn cô sư cô nhiều. Cảm ơn cô chú bác mình quân nhiều. Cảm ơn chồng nghĩa nhiều. Rồi em. Dạ. Ngày hôm qua thì anh cũng có nói với em là bữa nay anh sẽ dẫn hai cho con đi xét nghiệm ADN. Rồi anh về anh sẽ tổng kết tiền á. Nhưng mà hôm nay tiếp tục được một cô bên nước ngoài nữa cũng có nói là Nghĩa ơi con chờ cô với, vì sáng ngày hôm nay cô gửi tiền về rồi con trao chung lần luôn. Rồi xong rồi anh nói dạ có gì cô gửi đi rồi con sẽ chờ cô được mà. Có gì sáng mai thì anh em mình sẽ đi xét nghiệm để làm giấy khai sinh cho bé ha. Còn chuyện tiền bạc thì trước sau thì anh cũng tổng kết à. Nhưng mà tại vì anh cũng muốn là đầy đủ tình thương của mọi người á để trao gửi em lần luôn ha. Dạ, thì con muốn ngày mai nếu mà mai có tổng kết thì con cũng xin nói cô chú bác ông bà một lần nữa là nếu mà mai có tổng kết dù có phải con của con hay là không con của con thì con cũng vẫn sẽ chắc chắn nuôi nó từ nhỏ đến lớn, đến lúc cái lúc mà nó sinh ra con đã yêu thương nó rồi và nó có duyên với nó rồi đó. Thì con nó xem nó là một cái động lực là để cho con phấn đấu lên để cố gắng nuôi nó rồi. Ví dụ vợ con có bỏ đi đâu kệ, con cũng đã từng nói nhiều lần với vợ con mày có bỏ đi đâu cần không cần biết, nhưng riêng chỉ một điều là con là không bao giờ mình được bắt được nó. Thì em cũng có nói là dù ngày mai em sẽ có trả lời cho kết quả cho cô bác cô chú Mạnh Vân, sẽ kêu Nghĩa rồi chụp lại những cái hình đó gửi cho cô chú bác coi có đúng rồi 100% là con của con hay không. Nhưng con tự tin trong lòng của con thật sự là 100% là con của con. Còn nếu mà thật sự nếu mà không phải là con của con đi nữa, dù thế nào đi nữa con phải nuôi nắng cho lớn khôn đến khi trưởng thành đó. Con cũng xin hứa với các cô chú bác Mạnh Vân là như vậy. Con xin chào chú bác Mạnh Vân ạ. Cũng mong là 100% sẽ là con em. Dạ. Ha. Bây giờ thì để cho em nghỉ ngơi ha. Anh cũng về rồi, sáng mai là đi sớm mà làm xét nghiệm ADN xem là có kịp lấy kết quả trong ngày hay không. Dạ. Nhưng mà chắc chắn là phải đi ngày mai để lo cho em xong, để anh còn đi xây nhà giúp bà con nữa ha. Dạ. Dạ. Và một lần nữa em Nghĩa xin chân thành cảm ơn ông bà cô chú chị. Em Nghĩa xin chân thành cảm ơn ông bà cô chú chị Mạnh Thường Quân đã luôn đồng hành cùng kênh của em để giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là hoàn cảnh của hai cho con em Tèo ngày hôm nay. Con chân thành cảm ơn sư cô, cảm ơn cô Hằng, cảm ơn chú Cường, cảm ơn ông bà cô chú chị Mạnh Thường Quân đã luôn đồng hành cùng con để con có thể làm cầu nối san sẻ cho bà con nghèo trong cuộc sống này. Một lần nữa em Nghĩa xin chân thành chúc ông bà cô chú anh chị em mình được nhiều sức khỏe, luôn gặp nhiều hạnh phúc để có thể giúp được những hoàn cảnh nghèo trong cuộc sống này. Và xin hẹn gặp lại vào ngày mai. Chắc chắn là ngày mai rất là nhiều ông bà sẽ chờ đợi để xem có phải là con của Tèo hay không. Nếu là không cũng mong em nói được làm được để em chăm sóc con mình nha. Dạ. Một lần nữa em Nghĩa xin chân thành cảm ơn bà con.